Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Lạy Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì được đến đây, vì được biệt riêng thì giờ, vì được sử dụng thân thể, tấm lòng, lời ca tiếng hát của chúng con để ca ngợi Chúa, để tôn cao Ngài. Ngài cũng cho phép chúng con được dự phần để dâng hiến tiền bạc, vì chúng con biết rằng mọi điều chúng con có là đến từ nơi Chúa, và chúng con muốn biểu lộ lòng trung thành của chúng con với Ngài để xác nhận rằng Ngài là Chúa, là chủ thể của cuộc đời chúng con. Xin nhận nơi đây của dân, xin làm lợi ra cho vương quốc của Đức Chúa Trời, và xin tiếp tục mở rộng tấm lòng của chúng con để nhà của Chúa sẽ không thiếu thốn một chút gì. Và Cha ơi, nhiều người sẽ có cơ hội nhận biết tình yêu của Ngài, chạy đến với Chúa. Con cảm ơn Cha nhiều lắm. Chúng con cầu nguyện để Thánh Linh của Chúa đang hiện diện tại đây, Ngài ở với chúng con trong thì giờ cùng học hỏi lời của Ngài. Vì Chúa ơi, con tin rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ lời từ miệng của Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng con biệt riêng tâm trí của mình đến với lời của Chúa từ trong Thánh Kinh. Nhưng Thánh Linh ơi, xin hãy phán với chúng con, hãy làm cho linh hồn của chúng con được sống động, hãy cảm thúc mỗi tâm trí và tâm lòng của chúng con, để chúng con biết rằng Chúa là đấng sống đang ở đây, Ngài yêu chúng con vô cùng. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con hiệp chung và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời hội thánh chúng ta cùng ngồi. Cảm ơn Chúa. Như đã thông báo là chúng ta có 31 chương trình truyền giảng ở trong mùa Giáng sinh này. Đêm hôm qua, một nhóm tế bào như chúng ta vừa nghe làm chứng đã có 7 người tiếp nhận Chúa. Tôi không biết là 7 người tiếp nhận Chúa buổi sáng hôm nay có mặt đó, xin hãy đứng lên để hội thánh được chào mừng. Được chào mừng. Cảm ơn Chúa ở đằng sau kia. Cảm ơn Chúa có 7 người đã đến với Chúa đêm hôm qua. Quý vị biết là nếu chúng ta chỉ đi nhóm ngày Chủ nhật thôi thì không đủ. Bởi vì trong thời lượng 2 giờ đồng hồ, và thường là người ta chia sẻ rằng ngày Chủ nhật rất dễ bị lạc lõng giữa đám đông. Cho nên hãy gia nhập với một nhóm. Nhóm đó là nhóm ở gần chỗ của mình. Và cảm ơn Chúa là cô mục sư Phạm Thị Hồng Nhân chịu trách nhiệm phân chia phối trí cho các nhóm tế bào. Và khi chúng ta đến với những người ở gần mình, với những người có cùng độ tuổi với mình, cùng sở thích với mình, ở đó chúng ta sẽ có thì giờ để ăn uống với nhau, thờ phượng Chúa với nhau, chia sẻ những gánh nặng của mình cho nhau, và chúng ta cũng hiểu biết nhau nữa. Cho nên nhóm tế bào vô cùng quan trọng trong hội thánh. Xin hãy đến. Nếu ai chưa thuộc về một nhóm nào thì xin hãy đưa tay lên, hãy đến với cô Hồng Nhân sau giờ nhóm để chúng ta gia nhập một cái nhóm tế bào. Bởi vì đó là nơi mà chúng ta mời bạn bè của mình đến để họ được nghe, được biết về Chúa. Tuyệt vời hơn bất cứ nơi nào hết. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta cùng đến với lời của Chúa. Cảm ơn Chúa là chúng ta bước vào mùa Giáng sinh, và chúng ta một lần nữa đến với lời của Chúa để biết vì sao Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng chẳng coi sự mình nắm giữ. Ngài thả mình xuống, tự bỏ mình đi. Hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đó chính là ý nghĩa của việc Chúa Giêsu, Ngài từ trời đến trong thế giới này. Và 2000 năm đã trôi qua, ngày hôm nay chúng ta thấy sự kiện Giáng sinh phổ biến. Không phải chỉ có những quốc gia có đạo, nhưng mà kể cả những quốc gia thuộc về những nền văn hóa khác nhau, nói các ngôn ngữ, các thứ tiếng khác nhau, và
cũng đều vui mừng kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh. Chúng ta hãy cùng nhìn lên màn hình và hãy đọc với nhau phần Kinh Thánh ở trong Luca đoạn thứ 15. Bấy giờ, tất cả những người thu thuế và kẻ có tội đến gần Đức Chúa Giê-xu để nghe Ngài giảng. Những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo phàn nàn rằng, người này tiếp những kẻ tội lỗi và ăn uống với chúng. Vì thế, Ngài kể cho họ ẩn dụ này. Có ai trong các ngươi có 100 con chiên, nếu mất một con mà không để 99 con? Các bạn sửa lại cái sợi dây ở bên dưới. Chúng ta đọc lại. Có ai trong các ngươi có 100 con chiên, nếu mất một con mà không để 99 con kia nơi đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất chăng? Khi đã tìm được thì vui mừng vác nó lên vai. Và lúc về đến nhà, người ấy gọi các bạn hữu và láng giềng đến mà nói, hãy chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên bị mất. Cũng vậy, ta bảo các ngươi, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là 99 người công chính không cần phải ăn năn. Tôi nghĩ rằng đây là câu trả lời đầy đủ, chính xác nhất cho câu hỏi vì sao có lễ Giáng sinh? Vì sao Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời mà Ngài phải lìa thiên đàng để đến trong thế giới này, trở thành con người? Và thậm chí Ngài chọn để sinh ra trong một nơi rất tồi tàn, đó là trong máng cỏ ở một chuồng chiên. Ngày hôm nay thì là dịch vụ khách sạn phát triển rất nhiều, và chúng ta biết là phải có nhiều loại nhà ở khác nhau, bởi vì những doanh nhân, những người đi công tác đi nơi này nơi kia, họ cần có một chỗ ở cho nó thuận tiện. Nhiều năm trước đây thì có một vị khách đến Việt Nam để thăm, và ông cho thư ký liên lạc với chúng tôi, và trong đó thì ông cũng dặn dò là xin vui lòng giới thiệu và đặt cho ông một cái phòng khách sạn khoảng chừng $500 một đêm. Khi chúng tôi nghe như vậy đó, thì có vài người rất sốc. Chàng ơi, $500 một đêm, trong khi đó $500 lúc bấy giờ là một người có thể sống một tháng, một gia đình có thể sống một tháng, trong khi cái ông này đó, ông ở làm chi mà dữ vậy, $500 một đêm. Và nhiều người nghĩ rằng, ồ, không có thiện cảm với cái vị khách này, bởi vì ở làm gì mà mắc quá như vậy. Nhưng mà bây giờ, sau nhiều năm đi đây đi đó thì tôi hiểu. Thật ra khi đi qua Mỹ thăm những người như vậy thì tôi hiểu. Thật ra một căn phòng $500 một đêm, nhưng mà không thể nào bằng cái phòng của nhà ông ta đâu. Họ ở trong một cái nơi rất là tiện nghi, thuận lợi. Vì vậy bây giờ đi đến một nơi khác, nếu mà ở một cái nơi quá thấp thì làm sao mà ngủ được, mất ngủ, làm sao mà làm việc được, làm sao mà tỉnh táo được, trong khi đó cần phải có một cái chỗ ở cho thoải mái. Tôi không biết là có bao nhiêu người trong quý vị nghĩ, hiểu được điều này, nhưng mà tôi muốn kể câu chuyện này để nói rằng, hãy nghĩ đến Chúa Giê-xu, Ngài là con của Thượng Đế Tối Cao. Kinh Thánh nói rằng, trời là ngai ta, đất là bệ chân của ta. Cả vũ trụ này không chứa đựng được Ngài, và Ngài là chủ tể của mọi điều đó. Vậy mà Chúa đến trong thế giới này qua hình hài của một em bé, chọn nằm ở trong một máng cỏ, trong một chuồng chiên. Nhiều khi câu chuyện nó rất quen thuộc. Mỗi lần Giáng sinh chúng ta nhìn thấy hình ảnh của máng cỏ, nó trở thành quá quen, và mình thấy nó là chuyện bình thường. Nhưng mà buổi sáng hôm nay chúng ta hãy suy nghĩ đến điều đó đi. Đó có phải là một sự hy sinh không? Chúng ta thấy ngày hôm nay đó, một vị tổng thống
Tổng thống của Hoa Kỳ khi đến thăm, khi ông đến Hà Nội, khi ông đến tại Palestine, khi ông đến một quốc gia nào đó, thì là đoàn tùy tùng của ông phải nghiên cứu nơi đó trước vài tháng. Và thậm chí cả những cái chuyến máy bay đặc biệt chở những trang thiết bị, những chiếc xe riêng, những vật dụng cần thiết cho ông. Và rồi ngoài cái yếu tố an ninh giữ bí mật thì còn yếu tố tiện nghi nữa. Để một vị tổng thống đi đến một đất nước nào đó thăm viếng công tác, nhiều khi chỉ là vài giờ đồng hồ thôi, vài ngày thôi. Buổi sáng hôm nay hãy suy nghĩ đến điều đó. Vì sao Chúa cứu thế Giê-xu là con của Đức Chúa Trời? Cái việc mà Chúa đến không phải là một ý tưởng tình cờ, đột xuất. Bởi vì chúng ta đọc ở trong Sáng Thế Ký thì ngay khi con người phạm tội ở trong vườn Ê-đen thì Chúa đã nói như thế nào? Được rồi, các ngươi đã không vâng phục, ta bảo là đừng có đụng đến cái trái cây biết điều thiện và điều ác. Đã dặn dò rồi, mỗi ngày đến gặp gỡ tình yêu của Chúa quá tuyệt vời, vậy mà rồi cũng nghe lời ma quỷ, hái trái cấm và ăn. Và ngay lúc bấy giờ, Đức Chúa Trời đã làm gì? Ngài giết một con sinh tế để lấy da của nó. Và Ngài cũng tuyên bố rằng không có sự đổ huyết, không thể có sự tha thứ. Vì vậy, một con sinh tế đã bị giết và da của nó che cho sự trần trụi của Adam và Eva. Sau đó Chúa nói rằng, hỡi Satan, mày đã bị rủa sả, sẽ có dòng dõi của người nữ, do người nữ sinh ra, người đó sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Chúng ta hãy đọc từ Sáng Thế Ký cho đến Tân Ước thì là nhiều ngàn năm, và Chúa đã dự trù một chương trình để rồi Chúa cứu thế Giê-xu từ trời đến trong thế giới này. Nếu chúng ta hiểu được, chúng ta không biết phải nói lời nào. Và như một người đã nói rằng, nếu lấy cả bầu trời làm giấy, nếu dùng tất cả nước trong đại dương làm mực, nếu đốn tất cả những cây rừng làm bút, cũng không thể nào diễn tả nổi tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Vua David, một lần kia khi ông thờ phượng Chúa, thì ông phải thốt lên, Chúa ơi, con là gì? Họ hàng con là chi mà Chúa lại cho con được đặc ân như thế này? Con chỉ là một con chó chết, chỉ là một con bọ chét, sao Ngài yêu con đến như vậy? Buổi sáng hôm nay chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta hát những bài Giáng sinh, chúng ta chuẩn bị cho những buổi lễ Giáng sinh, và rồi sẽ có nhiều hoạt động. Nhưng mà tôi cảm nhận rằng chúng ta cần hiểu được Giáng sinh chính là biểu hiện tuyệt vời Đức Chúa Trời yêu tôi, yêu mỗi một người trong chúng ta. Gần đây khi đi công tác, tôi phải đem một cái vali lớn hơn, bởi vì có một chiếc gối mà không có thì rất khó ngủ. Tôi bị thoát vị đĩa đệm, đốt sống cổ, cho nên cần có một cái chiếc gối dợn sống đó. Và nhiều khi đó đi công tác ngắn không đem được cái vali lớn đó, không đem theo cái gối, thì phải lấy cái khăn ở trong phòng khách sạn quấn lại như là một chiếc gối như vậy, nhưng mà nó cũng không có thoải mái lắm. Và nếu có chiếc gối của mình, tôi có thể ngủ ngon. Tôi nghĩ đến cứu Chúa của chúng ta là Chúa cứu thế Giê-xu, Ngài đã đến. Hãy nhìn xem chuồng chiên máng cỏ, hãy nhìn xem ở một nơi rất tầm thường, làm sao có thể nói được tình yêu của Chúa đối với chúng ta? Vì vậy, cả cuộc đời, 100 năm ở trên đất này, cả cõi đời đời, lúc bấy giờ mắt của chúng ta mở ra, bởi vì tâm trí này hạn hẹp lắm, thân xác này bị giới hạn lắm. Ngày đó mắt của chúng ta mở ra, tâm trí của chúng ta mở ra, lòng của chúng ta hiểu được. Chúng ta chỉ biết phủ phục xuống, thờ lại Chúa, ca ngợi Ngài. Con không hiểu về Ngài, hay điều con hiểu về Chúa chỉ là quá ít ỏi, quá nhỏ bé. Và bây giờ con sững sờ, con chỉ muốn tôn thờ Ngài,
cả cõi đời đời cũng không đủ để cho con tôn thờ Ngài. Câu chuyện mà Chúa Giêsu kể, chúng ta thấy đã nói lên rất đầy đủ, phải không? Ngài có một, như một người chăn, có 100 con chiên. Lạc mất một con, người đó vẫn không yên lòng. Ở đây có ai trong một gia đình đông con và nói là gia đình tôi đông quá, 7 đứa con, thôi kệ nó, chết một đứa cũng được. Tôi thấy cô Sáng cười, gia đình cô Sáng rất là đông con. Và xin hỏi quý vị là nếu mà quý vị có 2-3 đứa con đó, thì có phải là mỗi đứa con đều vô cùng quý báu không? Cảm ơn Chúa, tôi trong nhà của chúng tôi có 41 cháu hờ mông. Và phải nói rằng chúng tôi đi qua Mỹ 2 tuần vui vô cùng, vì được gặp con trai, gặp con gái, gặp 5 đứa cháu nội ngoại, tung tăng, ông ngoại, ông nội. Lúc đầu gặp thì nói, ủa, sao mà em kêu là ông nội, chị kêu là ông ngoại mà. Thế rồi thắc mắc, giải thích, nói chuyện với nhau. Nhưng mà phải nói rằng, ở với các cháu một thời gian thì tôi nhớ 41 cháu hờ mông ở nhà. Và tôi nghĩ đến những người hờ mông, người ta nói, thôi người hờ mông đông con lắm, lên trên đó xin một đứa con nuôi đi. Không được đâu, người ta không có cho con đâu. Dù là gia đình 5-6 đứa con, nhưng mà không có ai cho đứa con nào hết á. Đem về nuôi, hỗ trợ giúp thì được, mà cho đứt thì không bao giờ. Chúng ta liên tưởng đến câu chuyện mà Chúa Giêsu kể về tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ngài có 100 con, chỉ mất một con thôi. Nhiều khi chúng ta nghĩ, ủa, còn tới 99 con mà. Một con mất, đâu có sai gì đâu. 99 con vẫn còn mà. Nhưng mà không, lời của Chúa nói rằng Ngài để lại 99 con đó ở trong bầy, ở trong ràng, và ra đi để tìm một con bị mất. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng, ồ, hội thánh đông quá, thế giới này quá đông người, mình tôi đâu có đáng gì đâu, Chúa chắc không quan tâm đến tôi đâu, tôi chẳng là gì cả. Hãy đọc lại lời của Chúa đi, nếu chúng ta nghĩ như vậy là lầm rồi, là mắc mưu ma quỷ đó. Mỗi chúng ta hãy nhìn mình trong gương đi, dù cho chúng ta không vừa lòng về mình lắm, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng chúng ta là hình ảnh của Ngài, chúng ta được tạo nên bởi Ngài, Ngài yêu chúng ta vô cùng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hình ảnh của những họa sĩ mô tả người chăn đi ra tìm con chiên ở trong đêm tối, đó chính là Chúa Giêsu của chúng ta đó. Đó chính là Chúa ở trong cái ngôi nhà của Ngài không biết là bao nhiêu sao nữa. Nếu tính bằng sao, đánh giá bằng bậc thang sao, thì chắc không tính nổi thiên đàng của Chúa ở đâu. Vậy mà Ngài đến cái nơi chuồng chiên máng cỏ, đó chính là cứu Chúa của chúng ta đó. Điều tôi cảm động muốn chia sẻ với hội thánh, chúng ta có thể có nhiều hoạt động, chúng ta có thể làm nhiều điều, dâng hiến tiền bạc, nhưng điều quan trọng nhất, Chúa ơi, cho con hiểu được phần nào tình yêu của Chúa dành cho con. Ai đó chúng ta đều biết, ngày xưa khi mình chưa biết Chúa, chìm ngập trong tội lỗi, trong hư hỏng, cuộc đời bất an, vô hy vọng. Nhưng mà rồi khi chúng ta bắt đầu cảm nhận tình yêu của Chúa, thì có thể nói là Chúa chinh phục chúng ta bằng tình yêu của Ngài. Nhưng rồi có một cái sự thật, đó là khi chúng ta theo Chúa một thời gian, khi chúng ta làm công việc Chúa một thời gian, khi chúng ta đối diện với khó khăn bắt bớ, thì chúng ta trở nên lờn, phải không? Trở nên nhàm chán. Vì vậy mà bức thư gửi cho 7 hội thánh ở tại Khải Huyền, nó nói rằng hãy nhớ lại lòng yêu mến của buổi ban đầu. Mùa Giáng sinh năm nay, bên cạnh những hoạt động, bên cạnh những đóng góp, thì chúng ta muốn ngồi xuống để nói rằng, Chúa ơi, những gì con hiểu về Ngài quá ít, những gì con cảm nhận về Ngài
quá hời hợt, bởi vì tình yêu của Chúa đối với con vô cùng, vô cùng, vô cùng lớn lao. Điều mà tôi muốn chia sẻ buổi sáng hôm nay không phải chỉ phản ảnh trong một câu chuyện đâu. Chúng ta đọc trong nhiều câu chuyện khác nhau nói về Giáng sinh. Ngay từ đầu của Tân Ước nói về gia phổ của Chúa Giê-xu thì chúng ta nhìn thấy ở đây kể ra tên của người này, tên của người khác, vân vân. Và phải nói rằng đây là cái phần Kinh Thánh khó nhằn nhất. Có nhiều người tin Chúa rồi được tặng một quyển Kinh Thánh, không có điều kiện để nhận quyển trọn bộ Tân Ước Cựu Ước, cho nên chỉ tặng Tân Ước thôi, và vừa mở ra thôi là dội liền. Nào là toàn là mấy cái tên nước ngoài xa lạ khó đọc, làm sao tôi đọc được? Thôi đọc tới đó là ngừng, và thậm chí đem trả lại quyển Kinh Thánh nữa. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn lên Ma-thi-ơ đoạn 1 đó, nói về việc ra đời của Chúa Giê-xu, thì chúng ta sẽ thấy tôi tô đậm một vài cái chữ màu xanh ở đây. Chúng ta biết rằng 2000 năm trước, ngày hôm nay, những cái cuộc cách mạng nữ quyền đó, thì nữ đã bắt đầu có chỗ đứng trong xã hội. Nhưng mà 2000 năm trước, và đặc biệt trong thời nô lệ của người La Mã, thì phụ nữ chẳng là cái gì cả. Vậy mà Đức Chúa Trời khi Ngài truyền bảo cho Ma-thi-ơ viết lại gốc tích dòng dõi của Chúa Giê-xu, thì chúng ta thấy ở đây có nhắc đến tên của những người phụ nữ. Giu-đa bởi Ta-ma sinh Phê-rết. Hãy đọc Kinh Thánh Sáng Thế Ký để biết Ta-ma là người như thế nào. Và thật ra Giu-đa là con của Gia-cốp. Giu-đa là con của Gia-cốp. Giu-đa có ba người con. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng ba người đó rất gian ác, vì vậy Chúa giết họ lần lượt từng người từng người. Sau đó thì là Giu-đa lại có con với Ta-ma là con dâu của mình. Dĩ nhiên chúng ta không có ủng hộ tất cả những điều này, bởi vì đây là một cái mối quan hệ rất là phức tạp và Kinh Thánh cũng không ủng hộ luôn. Nhưng mà Ta-ma lại là người được đặt vào vị trí dòng dõi tổ mẫu của Chúa Giê-xu. Rồi nhân vật thứ hai, sanh môn bởi Ra-háp sinh Bô-ô. Kinh Thánh nói rất rõ, Ru-tơ thì cho biết là Ra-háp là một kỵ nữ. Chúa tuyên án là tất cả dân thành Jericho phải bị tiêu diệt. Và lúc bấy giờ có Ra-háp. Không biết bà nghe lóm được ở đâu đó, bà biết là Đức Chúa Trời của Israel mạnh mẽ vô cùng. Các dân chung quanh phải suy phục. Bây giờ nếu Jericho mà chống lại thì cũng sẽ chết. Và Ra-háp đã bắt đầu tìm hiểu về Đức Chúa Trời. Và Ra-háp đã tiếp đón các sứ giả dù là có thể bị mất mạng. Ngày hôm nay, quý ông bạn chị em, có những người lần đầu tiên đến đây, tất cả chúng ta nghe sự thờ phượng, nghe những lời làm chứng, nghe lời của Chúa ở đây, có lẽ chúng ta chưa có hiểu đâu và nghĩ rằng tôi chưa hiểu làm sao tôi tin được. Hãy giống như Ra-háp vậy đó, hãy tìm hiểu thêm đi. Đức Chúa Trời mà đấng chúng ta tôn thờ là Đức Chúa Trời cực đại, đáng kính, không có ai giống như Ngài. Có nhiều người nói, tại sao không thờ ông bà tổ tiên theo như truyền thống của mình đi, cha mẹ sinh mình ra rồi mới có mình chứ. Hãy tìm hiểu đi, thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, Ngài là đấng tạo nên tất cả và Ngài xứng đáng cho chúng ta tôn thờ. Ra-háp đã có một tấm lòng như vậy, và chúng ta biết dù là một kỵ nữ, bà được kể là tổ mẫu của Chúa Giê-xu. Kế đến, nhân vật thứ ba mà chúng ta thấy ở trên màn hình đó là Bô-ô bởi Ru-tơ. Ru-tơ là một người ngoại bang. Người ngoại bang. Và thời bấy giờ thì Chúa nói rằng người Mô-áp và người A-môn không được vào hội của Đức Chúa Trời, dầu đến đời thứ 10 cũng không được. Nhưng mà Ru-tơ, bà là người có lòng, hết lòng nhận biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời của Israel là nơi mà bà dành cả cuộc đời, dành cả tương lai của mình. Và chúng ta biết Ru-tơ đã thuộc vào số của những người được Đức Chúa Trời chọn. Rồi kế đến là vợ của U-ri. Nếu chúng ta hiểu câu chuyện này thì chúng ta biết rằng bà thật ra ở trong cái hoàn cảnh bị đưa đẩy,
không thể chống lại được. Vua mời bà đến, chiếm đoạt bà. Và chúng ta biết là trong thời đó không thể chống cự được. Ngày hôm nay chúng ta cũng có thể bị rơi vào một cái hoàn cảnh mà chúng ta hoàn toàn bất lực. Chúng ta sinh ra ở trong gia đình như vậy, ở trong một dòng dõi như vậy, tôi biết làm gì được. Vẫn có hy vọng cho chúng ta đó. Nếu giống như vợ của Uri, hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời, hãy chạy đến với Ngài. Chúa ơi, hoàn cảnh của con là vô phương, tình trạng của con là không có hy vọng gì, nhưng mà con tin rằng Chúa vẫn có thể thay đổi, và con muốn nương nhờ nơi chính mình Ngài. Rồi chúng ta để ý, ở đây trong cái phần Kinh Thánh đầu này, thì câu 11 nói gì? Josiah trước thời kỳ lưu đày. Rồi ở trong câu 12, sau khi bị lưu đày. Chính hai cái cụm từ ngắn ngủi này đó, nhắc cho chúng ta cả một cái quãng lịch sử của Israel. Israel đang sống yên ổn trong vùng đất Canaan. Sau đó, họ phân ra làm đôi, 10 chi phái phía Bắc và 2 chi phái phía Nam. Lần lượt thờ hình tượng, cho nên Đức Chúa Trời cho Assyri đến chiếm đóng, bắt 10 chi phái phía Bắc đi làm phu tù. Sau đó thì 2 chi phái phía Nam bị Babylon bắt làm phu tù. Như vậy có nghĩa là ở trong xứ sở nhưng mà vì phạm tội, không còn đất đai, không còn xứ sở nữa, phải sống nơi đất nước xa lạ. Nếu chúng ta ở trong một hoàn cảnh như vậy, nếu cuộc đời của mình hanh thông thuận lợi, chúng ta dễ nói, ôi Chúa yêu tôi, bằng chứng là Chúa chúc phước cho tôi cầu xin gì được nấy, đời sống của tôi rất là suôn sẻ, con cái của tôi cũng rất là hoàn hảo. Nhưng mà nếu chúng ta ở trong một tình cảnh bất ổn như dân Israel ngày xưa, lưu đày, không còn đất đai, không còn xứ sở, thì chúng ta nghĩ gì về Đức Chúa Trời? Kinh Thánh nói thế nào? Dù cho Israel bị lưu đày, thì chương trình của Chúa đó là một đấng cứu thế, là Chúa Giê-xu sẽ được sinh ra để chịu chết trên cây thập tự, đền tội cho nhân loại, phải được thực hiện. Thưa quý ông bà anh chị em, buổi sáng hôm nay chúng ta suy gẫm đến tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Không phải chỉ dành cho những con người tốt lành, đạo đức, hoàn hảo, danh giá mà thôi. Nhưng Ngài cũng nói đến những con người xã hội coi thường. Chính những người này cũng nghĩ rằng mình sẽ không có phần gì đâu. Nhưng Chúa, Ngài để ý đến họ, Ngài yêu họ. Buổi sáng hôm nay chúng ta suy gẫm đến tình yêu của Đức Chúa Trời, để một lần nhắc nhở rằng, dù cho hoàn cảnh của chúng ta ra sao, dù cho chúng ta đối diện với tình cảnh ra sao, thì chương trình của Chúa, Ngài quyết định yêu chúng ta, và tình yêu đó không hề thay đổi. Không hề thay đổi. Câu Kinh Thánh cuối cùng mà chúng ta hãy cùng đọc chung với nhau. Xin hãy đứng lên để chúng ta cùng đọc chung với nhau. Xin bắt đầu. Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là đấng thương xót ngươi, phán vậy. Trong một câu ngắn ngủi thôi, nhưng mà chúng ta thấy những cụm từ gì? Lòng nhân từ của Chúa, giao ước bình an của Chúa, danh Ngài là đấng thương xót. Một năm đã trôi qua, chúng ta chuẩn bị để kết thúc một năm. Năm nay nhiều khó khăn, và nghĩ tới năm mới cũng rất nhiều khó khăn, đúng không quý vị? Chúng ta lo lắng lắm. Nhưng mà buổi sáng hôm nay, lời của Chúa muốn nói rằng Đức Chúa Trời là Cha, đấng yêu chúng ta đến nỗi tâm trí này không thể hiểu nổi, lòng này không thể nhận biết được, vì tình yêu của Ngài đối với chúng ta vô cùng lớn lao. Chính những điều đó phải khiến cho chúng ta được bình an. Chính lẽ thật đó phải làm cho lòng của chúng ta không còn băn khoăn, không còn lo lắng, dù hiện tại ra sao, tương lai thế nào. Bởi vì Cha của chúng ta, đấng yêu chúng ta,
Ngài đối đãi với chúng ta bằng lòng nhân từ. Ngài đã thiết lập với chúng ta giao ước bình an, và danh Ngài chính là đấng thương xót chúng ta. Xin chúng ta hãy ngồi xuống để lắng nghe một bài thánh ca và lòng của chúng ta thầm nguyện với Chúa trong thời giờ này. Xin quý hội thánh hãy hòa lòng với tôi để ca ngợi về tình yêu tuyệt vời của Chúa dành cho đời sống của chúng ta. Và tôi cũng gửi đến một lời mời dành cho những quý vị nào vẫn đang ở trong sự tuyệt vọng, bất an. Hãy đón nhận lấy tình yêu nhiệm màu của Chúa Giê-xu cho đời sống của mình. Vì sao Chúa đã đến nơi thế gian đầy khổ đau? Vì sao Chúa đã đến nơi thế giới hư vọng? Chốn trên đó Chúa đến làm người và chịu treo trên thập giá kia. Ôi thân Ngài nát tan vì đau. Vì yêu Chúa đã đến mang lấy bao tội lỗi tôi. Vì yêu Chúa đã đến đôi xóa hết cho anh. Tình yêu Chúa qua đôi nhiệm màu Chúa ban cho nhân thế. Ôi tình yêu Giê-xu thật rộng sâu. Tại sao anh vẫn cứ mãi còn không than? Sao anh vẫn cứ mãi còn bất an? Hãy đến bên Cha yêu thương đang chờ đón. Tình về bên Chúa sẽ thấy là lòng thỏa vui, là đau khổ hết nước mắt và thứ tha. Vui mới tâm linh cho anh luôn sống vui. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì sao Chúa đã đến nơi thế gian đầy khổ đau? Vì sao Chúa đã đến nơi thế giới hư vọng? Chốn trên đó Chúa đến làm người và chịu treo trên thập giá kia. Ôi thân Ngài nát tan vì đau. Vì yêu Chúa đã đến mang lấy bao tội lỗi tôi. Vì yêu Chúa đã đến bỏ xóa hết cho anh. Tình yêu Chúa qua đôi nhiệm màu Chúa ban cho nhân thế. Ôi tình yêu Giê-xu thật rộng sâu. Tại sao anh vẫn cứ mãi còn không than? Sao anh vẫn cứ mãi còn bất an? Hãy đến bên Cha yêu thương đang chờ đón. Về bên Chúa sẽ thấy lòng thỏa vui, ngày đau khô hết nước mắt và thứ tha. Đổi mới tâm linh cho anh buồn sống. Nắng mưa tha huyết Chúa đổ ra cho tôi được lành. Ban cho tôi sự sống đáp thắm luôn mỗi ngày. Tình Ngài dịu kỳ diệt bao. Ôi tình yêu Giê-xu quá đẫm máu cho người tôi như tôi với anh. Tại sao anh vẫn cứ mãi còn khóc than? Tại sao anh vẫn cứ mãi còn bất an? Hãy đến bên Cha yêu thương đang chờ đón. Về bên Chúa sẽ thấy lòng thỏa vui, ngày đau khô hết nước mắt
và thứ tha đổi mới tâm linh cho anh nguồn sống vui, đổi mới tâm linh cho anh nguồn sống vui. Lấy huyết mình rửa sạch mọi tội chúng ta. Đấng đó đang ở đây. Quý vị không nhìn thấy bằng mắt, nhưng quý vị biết Ngài là thật. Ai là những người chưa đến với Chúa để được làm con của Ngài? Xin hãy bước ra khỏi chỗ ngồi, hãy bước lên đây. Chỉ cần nói rằng: Chúa ơi, con cần Ngài, con cần tình yêu của Ngài. Ngay lập tức, lời của Chúa nói rằng Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình không hề nhận biết. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì được ban cho quyền trở nên con cái, tức là những kẻ tin đến danh Ngài. Kính mời tất cả chúng ta hãy cùng đứng lên trong thời giờ này. Ai là những người chưa biết mình là con của Chúa? Quý vị cũng có thể xác tín điều đó ngay buổi sáng hôm nay. Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã lìa thiên đàng để đến. Ngài không đòi hỏi điều gì nơi chúng ta. Ngài chỉ cần chúng ta mở lòng ra để Chúa bước vào, để tình yêu của Chúa tuôn tràn trong cuộc đời của chúng ta, để những gì khô hạn, ích kỷ, tầm thường, nhỏ nhen được chính Chúa Ngài biến đổi. Hãy dạn dĩ, hãy nắm lấy cơ hội này. Quý ông bạn chị em là những người đã tin nhận Chúa rồi, ngay bây giờ hãy cầu nguyện ăn năn với Chúa, vì nhiều khi Chúa buồn vì chúng ta thiếu lòng tin. Nhiều khi Chúa buồn vì chúng ta lo lắng, sợ hãi về tương lai, quá lo lắng về đời này. Và Chúa muốn nói rằng: Con ơi, ta yêu con đến thế mà. Một người bình thường yêu chúng ta, điều đó rất quý. Nhưng Chúa của cả vũ trụ này, Ngài là vua của thiên đàng, hết cả quyền bính trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Ta chọn yêu con, còn nghi ngờ gì sao? Lần đầu tiên quý vị đến đây chưa biết phải cầu nguyện như thế nào, tôi xin được làm người đi trước hướng dẫn. Tôi xin nói trước từng câu, xin ông, xin bà hãy lặp lại theo lời hướng dẫn của tôi trong thời giờ này. Chúng ta hãy nhắm mắt lại. Kính lạy Đức Chúa Trời là tạo hóa tối cao, Ngài yêu con vô cùng, Ngài tạo nên con, đặt con trong đời này, Ngài chăm sóc con cho dù con không biết. Khi con phạm tội, Ngài sẵn sàng đến đây tìm con, cứu con trở về. Chúa ơi, giờ này đây lòng con được cảm động, con muốn có tình yêu của Ngài. Xin tha thứ cho con, xin bước vào cuộc đời con. Kể từ giây phút này, con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Yeah. Xin chúc mừng cô đã làm con của Chúa. Kể từ giây phút này, xin chúc mừng ông
đã chính thức làm con của Chúa. Dạ, xin hãy trở về chỗ ngồi của mình. Xin tất cả chúng ta cùng hiệp ý với tôi trong lời cầu nguyện. Chúa yêu dấu của chúng con, cảm ơn Chúa vì Thánh Linh của Ngài đang ở đây giữa chúng con. Xin sản sinh ra bông trái của tình yêu, nhân từ, nhu mì, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Để chúng con biết rằng sáng hôm nay chúng con đến không phải vì ràng buộc bởi tôn giáo, không phải vì bất kỳ một lý do nào, nhưng vì biết rằng Ngài yêu chúng con quá đỗi. Và chúng con muốn đến để nói với Chúa rằng con yêu Ngài, con yêu Ngài, con yêu Ngài. Chúa ơi, chúng con biết rằng ngôn ngữ của con người không thể diễn tả được lòng biết ơn của chúng con với Ngài. Nhưng xin Thánh Linh của Chúa nắm bắt lấy tâm trí, chiếm hữu lấy tâm lòng của chúng con. Chúa ơi, vì chúng con biết rằng một đấng tối cao đã chọn yêu chúng con, thì chúng con dầu giữa cuộc đời đầy sóng gió bất ổn này, giữa những nỗi lo toan, chúng con sẽ không sợ hãi, nhưng sự bình an của Chúa chiếm hữu trong chúng con. Thánh Linh ơi, xin tiếp tục mở rộng tâm lòng, cho đến chừng mỗi ngày chúng con khám phá tình yêu của Ngài nhiều hơn, và điều đó sẽ thuyết phục chúng con yêu Ngài nhiều hơn. Con cảm ơn Chúa. Lời của Chúa đã được rao ra như mưa và tuyết đến từ trời. Xin Chúa làm cho kết quả. Con cảm ơn Cha nhiều lắm. Chúng con hiệp chung và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.